chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến những cặp server nào sẽ được gặp trong tháng 8 này. Thông báo liên thông máy chủ. Hồi tháng 7 của chúng ta thì cô không có làm video. Có một vài server gặp ở tháng 7 cô không có làm. Xong rồi bây giờ thì sẵn tiện cô làm những cái cặp máy chủ ở trong tháng 8 này được gặp. Thông báo với anh em, tại vì thứ nhất là cho anh em ở trong server nó biết là được gặp server. Thứ hai là trong cụm sẽ có thay đổi về cái server, có nhiều server sẽ được gặp nữa. Nên là anh em xem video này, anh em có thể tham khảo xem thử coi cụm nào sẽ được gặp nha. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%, bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server, up kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài Yamin, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biêu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua, Zalo Son Goku 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha. Rồi, hiện tại cua đang đứng ở server S42 và cặp máy chủ đầu tiên được gặp server đó chính là cặp máy chủ S39 và S42. Hai máy chủ này được gặp server lại, đây là lần thứ hai được gặp. Trước đó S39 gặp với S40 và S42 gặp với S45. Trong lần gặp server lần này thì S39 sẽ gặp với S42, vậy là hai server đã được gặp lần thứ hai rồi, ngon lành. Ở bên server S42 thì cua có kim long, anh em nào có nhu cầu cứ nhắn tin vào Zalo của cua nha anh em. Zalo xanh của cua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết. Rồi, tiếp theo đó chính là máy chủ S62 sẽ được gặp với máy chủ S71. Thì 62 của chúng ta trước đó đã được gặp với S65 và S62-65 được gặp với lại là S68-70. Và bây giờ là cái cụm, nguyên cái cụm luôn, mình gọi là cụm luôn á, cụm 62 được gặp với lại là cụm 71. Rồi, server S71 là trước đó được gặp với server S72. Rồi server S71 là đó lại được gặp với lại là server S75-76. Là cái server S71 này bây giờ gặp là lần thứ 3 rồi anh em. Cực kỳ kinh khủng là 71 với lại 62 là cái cụm server này đã nó là tương lai. S32 là tương lai của 8 server là 62, 65, 68, 70, 71, 72, 75, 76 luôn. Là hồi trước đó là 62 gặp với 65 đúng không, rồi 68 gặp với 70, sau đó là 62 gặp với 68, 71 gặp với 72, rồi 75 gặp với 76, rồi 71 gặp với 75. Rồi bây giờ là 62 nguyên một nồi đó gặp với 71 luôn. Đúng khủng luôn anh em. Lần này là lần thứ 3 rồi mọi người. Thật sự là lần thứ 3 server S62 được gặp. Server này có ai mà may mắn như người ta. Kinh vậy trời. Ghê vậy ta. Phải trưởng thiệt, gặp lần thứ 3 rồi đó. Khủng khiếp. Quá kinh dị. Chúc mừng server S62 đã có đối thủ mới và cũng như đồng minh mới nha. Quá kinh khủng khiếp. Tiếp theo là máy chủ S111 sẽ được gặp với lại S112. Mà theo như mà cô ghi nhận lại, trước đó là S112 đã được gặp với lại S115 với lại 117 rồi anh em. Lần này là S111 chưa gặp với server nào, sẽ được gặp với lại server S112. Chúc mừng cụm server S111. Số quá đẹp luôn anh em. Được gặp rất là lẹ luôn. Đây 111 đây. Bây giờ là có rất là nhiều thứ dữ ở trong cái server này. 3 triệu gần nhau như thế này thì chắc chắn sẽ ngon rồi đúng không? Báo thiên đế đồ này nọ cái kiểu. Ố, về hết rồi hả? Về hết chung một phe rồi à. Thiên đế thích nè. Báo nè, cái voi. Không biết là có tình trạng là hai bang đối đầu này nhau nữa hay không. Anh em cố gắng để tình trạng hai bang đối đầu nhau trên mọi mặt trận trong server, liên server như vậy là nó mới có lực để chúng ta trải nghiệm nó ok. Server nó mới đông vui đúng không? Và chúc mừng server F111 với lại 112 đã được gặp lại với nhau nha. Server tiếp theo là 191 được gặp với 192.
hai server này cạnh nhau anh em, và hai server này chưa gặp với server nào cả. Đúng rồi, cái cụm 19x sao mà gặp được, đúng không? Bây giờ mở màn với cái cụm 19x, đó chính là server 191 và 192. Đây, anh em có thể nhìn thấy là hai server thì họ cũng có được một cái sự cạnh tranh nhất định. Hình như cái này là top 192 hay sao nè, này top 191 đó, cạnh tranh hai người gần gần nhau cạnh tranh, nói vậy mới đã anh em. Ở đây server này vừa mới mở 119. 119 là có vô xong á, ngon lành luôn anh em. Chúc mừng 191 và 192 nha. Tiếp theo là server F193 sẽ được gặp với lại server F194. Server 193 này có bạn mình anh em. Bạn mình không biết nó giờ nó đổi tên chưa. Trước nó cũng có top ở trong này nè. Vẫn còn chơi. Và ở 193 này mình có ông khách. Ông khách top 1 là như một vị thần nè. Hình như ông nghỉ game rồi. Hôm mình thấy cái phiên bản tiêu dao là nói là có reset x2 kim bảo. Ông nạp một thì cái không có được x2 anh em. Nên là hình như là không biết sao á, sau đó anh ấy nói hình như là anh ấy nghỉ game luôn, không chơi nữa. Khá là tiếc anh em, khá là tiếc. Nhưng mà bây giờ thì 193 với lại 194 được gặp với nhau thì chúc mừng hai server nha. Và tiếp theo đó chính là server F195 gặp với server F199. Cái cộng 190 19x này thì gặp, để coi 1 2 3 4 5 6 server gặp. Cô nghĩ là chắc tháng sau là sẽ tiếp tục là 19x và 20x, đúng không? Tháng vừa rồi thì mình thấy là ở cái cụm 11x là cụm 111, 113 đồ này nọ, 113 đồ gặp, rồi 123 gặp với lại 132 đó. Thì chắc bây giờ là 180 mấy cũng gặp luôn, 186 cũng gặp luôn. Rồi chắc là tháng này là 191. Thì có thể là quần quần cho hết cái cụm 19x, sau đó lên cụm 12, cụm 20x. Đó, và anh em có thể nhìn thấy là F195 gặp với lại server F199. Để coi có các top của bên hai bên đây thì anh em có thể nhìn thấy là họ cũng xem nhau ha. Xem nhau. Đó. Càng về sau thì server ra càng nhiều, nên là cái việc mà họ ít người chơi ở trong server là điều hiển nhiên. Ít quá thì chắc chắn phải gặp lại thôi anh em. Và xin chúc mừng server F195 với lại 199 nha. Và server 12x đầu tiên được gặp đó chính là server S204, sẽ được gặp với lại server S206. Server 12x, ấy 20x chứ, server 20x đầu tiên anh em. Để coi top ở bên đây coi các anh em ấy như thế nào. Top bên đây là có một người 1.9 triệu nha. Hồi nãy là anh em thấy là những cái server 19x là người ta tầm khoảng 1.7 triệu, 1.5 triệu, 1.3 triệu đúng không? Ông này là 1.9 triệu nè, ghê à. Này ông này chắc là ổng theo dạng mà ổng gánh quá à, đúng không? Gánh team, gánh bang cái kiểu dữ dằn người ta. Ghê thật sự. 204 được gặp với 206. Chúc mừng server S204 đã được gặp với server S206. Và đó là các server sẽ được gặp, không, đã được gặp rồi, cái này gặp rồi, gặp hồi sáng sớm. Đã được gặp ở trong tháng 8 của chúng ta. Thì mình để xem theo anh em dự đoán là tháng 9 thì sẽ là server nào, hãy comment phía bên dưới nha. Những server nào được gặp thì anh em được vui, có thêm người chơi, có động lực chơi đúng không? Còn những server nào chưa có được gặp thì anh em cứ đợi thôi. Đợi khi nào sẽ được gặp thì mình được gặp thôi. Chứ khi nào được gặp thì ai biết. Chúng ta phải đợi thôi anh em. Hiện tại cua đang bán thẻ zin nhanh chậm chiết khấu từ 5-8%. Bán kim long, thu kim long, thu khí linh tất cả server. Up kiếm tôm, dịch vụ hoàn trả, dịch vụ chạy lên bài giá min, dịch vụ treo ạt 24/24 và dịch vụ biểu ạt. Anh em nào có nhu cầu thì có thể nhắn tin vào Zalo của cua. Zalo Son Gokua 0946 496 490 để biết thêm thông tin chi tiết nha.
Và nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt, anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.